Hello mọi người, Cường Lê đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì nếu như các bạn đã theo dõi về cộng đồng YouTuber Việt Nam mình ấy, thì mình nghĩ chắc hẳn các bạn cũng đã biết về anh Vui Lên. Thì khi mà theo dõi kênh Vui Lên thì chắc hẳn các bạn cũng đã nghe anh Vui Lên nhắc khá nhiều về một tác giả có tên là Osho. Thì mặc dù mình chưa có thì có ý định sẽ đọc sách của Osho, nhưng mà đợt này mình có một cuốn sách và cuốn sách này là một cuốn sách Osho luôn. Thì tiện thể đây mình sẽ review của cuốn sách này. Thì cuốn sách hôm nay mình có đây đó là cuốn Thành Công Đích Thực, Danh Tiếng, Tiền Tài và Khát Vọng của tác giả Osho. Đây là lần đầu tiên mình đọc sách của Osho, và sau khi mình đọc cỡ 50 trang đầu tiên thì mình đã dừng lại. Có hai lý do mình phải dừng lại sau khi đọc đoạn đầu của cuốn sách này. Đầu tiên là về nội dung của cuốn sách này. Thì khi mà lúc đầu tác giả bàn về thành công thì tác giả sẽ phân tích kiểu nói chung là thành công là sẽ ai mà muốn đạt được thành công thì sẽ không đạt được. Tức là khi mà bạn muốn theo đuổi cái gì đó thì bạn sẽ không nắm bắt được, mà nó sẽ tự tới với bạn. Tức là bạn phải bỏ nó, kiểu là từ bỏ cái bản ngã của mình đi. Sau đó thì tất cả là bàn về thiền, rồi tất cả lại đã qua bàn về sự tham lam là gì. Thì cái kiểu biết như này thì nó đối với mình thì nó sẽ, mình cảm thấy nó không hề có một cái bố cục, không có một cái luận điểm gì rõ ràng cả. Nó không kiểu đọc rất là lan man. Đó là lý do nhất. Lý do thứ hai mà khiến mình dừng lại đó là khi mà mình đọc vào phần đầu của sách này thì những cái ý tưởng, những cái luận điểm của tác giả đó, khi mình đọc vào mình bị dồi ra. Tức là khi mình mỗi lần mình đọc vào thì mình là phân tích, và mình phân tích thì mình thấy nó không có hợp với mình, thì bắt đầu mình đọc chậm lại, là cái kiến thức nào nó đọc vào thì nó cứ bị dồi ra. Do đó là mình bắt đầu phải dừng lại. Và sau đó thì mình đã tìm cách để mà điều chỉnh lại cái cách đọc của mình. Thì đầu tiên là về những tác phẩm vô show, thì thực ra Osho không hề viết sách, mà những cái cuốn sách này là những cái cuốn sách mà được viết lại dựa trên những cái bài nói chuyện của Osho. Do đó cái chuyện mà luận điểm không rõ ràng hay là không có bố cục mạch lạc trong một cuốn sách là cái điều mình nghĩ là dễ hiểu. Vấn đề thứ hai đó là về những cái ý kiến của Osho nó bị gọi là không phù hợp với mình ấy. Thì mình đã áp dụng một cái phương pháp là giữ được cái sơ tâm để mà có thể đọc được. Cái phương pháp sơ tâm này thì nó đã được nói trong cuốn sách của tác giả Shunryu Suzuki trong cuốn Thiền Tâm Sơ Tâm. Thì cơ bản thì cái cuốn Thiền Tâm Sơ Tâm nó sẽ nói về cái phương pháp sơ tâm, tức là khi mà mình đọc một cái gì đó mà mình kiểu đã có một cái định kiến, đã có một cái gọi là cái phản đối về những cái nội dung mà người ta nói rồi, thì mình sẽ khó mà tiếp thu được. Do đó để mình tiếp thu được những cái mới thì tốt nhất là mình nên xóa bỏ tất cả những cái mà mình đã học được đi, coi như là mình một tầm một trang giấy trắng, thì nó sẽ dễ đọc hơn. Thì mình đã áp dụng cái phương pháp đó vào cái việc đọc cuốn sách này. Thì cuối cùng thì mình đã hoàn thành được một cái cuốn sách này rất là dễ dàng. Và sau khi đọc xong cuốn sách này thì đây là phần review của mình về cuốn sách Thành Công Đích Thực, Liên Tiến Tên Tạo Khát Vọng của tác giả Osho. Thì đầu tiên về thành công thì tác giả, ý kiến của tác giả về thành công đó là thực ra mọi người cũng không cần phải theo đuổi thành công làm gì, vì càng theo đuổi thì càng khó nắm bắt. Tức là thực ra mọi người hãy tìm về những cái làm mọi người hạnh phúc, tức là đừng có cố theo đuổi những cái gì đó mà có thể làm mọi người mệt mỏi hay là tốn sức. Cứ làm những cái gì mà cảm cho bản thân mình thấy hạnh phúc là được, tức là cứ tận hưởng cuộc sống là đi. Thì cái quan điểm này nó sẽ trái ngược hoàn toàn với những cái quan điểm của những cuốn sách sao theo kiểu thúc đẩy bạn phải làm giàu, phải cố gắng, như cái cuốn mà ngày xưa có một con bò và trước mình đã review đấy. Thì hai cái quan điểm này nó sẽ trái ngược nhau. Ngoài ra thì cuốn sách này nó sẽ phân tích được những thứ khác như là cái tôi của bản thân, rồi sự tham lam và tiền bạc. Thì nói chung những cái ý của tác giả chung chung lại thì tác giả sẽ không coi trọng những thứ đó, mà quan trọng là đi tìm sâu vào trong bên trong cái bản thân của mình, trong cái tâm hồn của mình, chú trọng vào bên trong hơn để mà tìm ra một cái sự hạnh phúc, một cái sự an lạc trong cái tâm hồn của mình. Và xuyên suốt tác phẩm này thì mình cũng thấy được là tác giả đề cao cái tính thiền định. Tác giả là một người hành thiền, do đó thì cái chuyện này là cái chuyện bình thường, vì tác giả khi mà thiền thì người ta sẽ nói nhiều về thiền trong cuốn sách này. Nhận xét về nội dung của cuốn sách này thì có những nội dung mà tác giả nói ra thì mình thấy nó phù hợp với bản thân, nhưng mà cũng có nhiều ý kiến của tác giả Osho nó không có phù hợp với bản thân mình. Thì cái chuyện này là tác giả cũng đã nói tới, đó là mỗi người thì là một cá thể riêng biệt, thì có thể những ý kiến này sẽ phù hợp với tác giả, với người khác, nhưng mà cũng có thể không phù hợp với mình, thì điều đó cũng là hiển nhiên thôi. Ngoài ra tác giả cũng nói về những cái kiểu giống như cái tôi của mình, thì nó sẽ không phải là cái tôi duy nhất, mà nó sẽ là một cái tôi chung bao la với tất cả mọi người, với vũ trụ ấy. Thì cái này thì thường mình đọc những cái tác phẩm của những cái người mà thiền định ấy, thì người ta thường hay nói cái này,
mà mình thì không phải là một người biết thiền, do đó thì những kiến thức này khi mình đọc vào thì thường mình sẽ không hiểu gì cả, nó rất là khó hiểu với con người như mình. Cái trình bày của cuốn sách này thì mình đã nói trước rồi, thì đây không phải là một cuốn sách được viết mà nó là được ghi chép lại từ những cái buổi nói chuyện của show, do đó mà nội dung sách thì những cái luận điểm nó không có bố cục rõ ràng, không có luận điểm rõ ràng, nó cứ lan man, tức là khi mà tác giả phân tích một vấn đề này mà nó xuất hiện một cái vấn đề khác gì đó thì tác giả lại quay qua sẽ phân tích cái vấn đề đó luôn, tức là nó sẽ kết nối tiếp như vậy. Thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là không có bố cục trong cái cuốn sách này. Cuốn sách này theo mình nghĩ thì nó sẽ không phù hợp với những người mà đang muốn tìm kiếm thành công, đang muốn tìm kiếm cái sự thành công trong công việc hay là tiền bạc đâu, mà nó sẽ phù hợp hơn với những cái người mà kiểu đang làm việc mà cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc, không bị bế tắc trong cái cuộc sống, hay là muốn tìm về những cái hạnh phúc ở sâu trong tâm hồn, sâu trong nội tâm của mình, thì cuốn sách này nó sẽ phù hợp hơn. Chốt lại về cuốn sách đầu tiên của show mình đọc thì đây là một cuốn sách khó đọc nhưng mà bổ ích, và đó là những nhận xét của mình về tác phẩm Thành Công Đích Thực, Tên Tiếng Tiền Tài Khát Vọng của tác giả Osho. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.